cô Lâm Hanh nè. Mới vào là cô Lâm Hanh rồi nè. Mấy cô vào live chia sẻ giùm con đi, cô Lâm Hanh vào chia sẻ giùm con đi, cô Lâm Hanh. Cô Lâm Hanh ơi, chia sẻ giúp con nha. Mấy chị nào đang xem, mấy chị vào chia sẻ meo meo không, em xả lượt tiếp tục với chị nha. Cho xem bộ tím sau lưng 60kg. Bộ tím hả? Bộ tím sau lưng hả? Hôm qua 60kg em hết rồi chị ơi. Mẫu bộ tím nho đúng không? Tím nho em còn mẫu khác được không? 60kg em còn mẫu này nè, để em lên chị xem nha. Đợi em một cái chị ơi. Đây tím nho này em đang sale nè. Chào em gái em, chào chị Linh Nguyễn nè. Đây nè, bộ này đang sale nè. Đó, chị Nguyễn Tâm nè. Ơn con tím nho này thì chốt cho em ha. Đang sale 180 luôn. Chị nào nhanh tay cứ chốt cho em tím nho 180. Tím nho 180 thì em đi. Em chia sẻ bài cái nha mấy chị. Mấy chị nào chưa chia sẻ, chia sẻ giùm em đi. Em bán giá sale mấy chị. Chị nào có chia sẻ là em bán giá sale mấy chị nha. Chị nào có chia sẻ em bán giá sale nha mấy chị ơi. Hôm nay em sale hàng tiếp tục cho mấy chị nha. Dạ có màu khác luôn nha cô Lâm Hanh ơi. Con có màu khác luôn. Để con coi sale của cô Lâm Hanh ơi còn màu gì. Để con chia sẻ khác nha mấy cô ơi. Mấy cô nào đang xem, mấy cô chấm giùm con xin một chấm nha mấy cô. Chấm lên giùm con cái đi. Chia sẻ giùm con đi, rồi tới con chia ba sẻ bài. Sẽ không được ta. Đây để em mặc mấy chị xem cái mẫu này. Đây, tím nho này nè. Cực kỳ đẹp luôn, xem 180.000 luôn. Chị nào ưng thì chốt cho em. Có size 90kg độ về. Rất là đẹp luôn nha. Con chào cô Bích Ngô nè. Con chào cô Bích Ngô nha. Rồi cô nào đang xem chia sẻ lên giùm con nè. Con bán mấy cô, chị cô nào có chia sẻ con bán mấy cô giá sale ha. Giá sale cho mấy cô mua luôn nè. Thân bên con sale chia sẻ không được á mấy cô, vào chia sẻ giùm con nha mấy cô. Đẹp quá trời đẹp luôn, cam màu nâu đó. Ơn màu nào cứ kêu mặt mình xem ha.
quần là một một tím nho luôn, 180. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền tím nho, tím nho quá đẹp luôn, muốn lên xe bao nhiêu cứ chốt thì em chào chị Nguyễn Gấu nè, em chào chị Nguyễn Gấu nha. Rồi chị nào nhanh tay chốt cho em tím nho nha mấy chị ơi, tím nho. Còn màu đen không kéo. Dạ con để con lên con xem coi cô nhiêu ký vậy. Con lên mang cho con xem cái số ký của cô thử xem bao nhiêu ký vậy. Hả cô Lâm Thanh ưng màu nào cứ chốt thì con ha. Không thấy luôn rồi. Cô Ngọc, cô đợi tôi chút xíu nha. Hả? 80 kg thì con có 3 màu đó cô. Con còn được 3 màu tím cà, màu cam với lại là màu nâu. Để con mặc cho cô màu cam xem thử nha. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này là tay con là 2.
Ngọc Trúc lấy con này về mặc đi cô, con còn có một con nâu thôi đó. Con còn nhất con nâu đó, cô Phương cô chốt một con. Bao dễ luôn. Lâu lâu mới có cái đợt xả hàng khủng vậy nha, qua Tết có xả hàng khủng cho mấy chị đó. Bán xong cái đợt này nữa là hết sale nha. Đó, còn đem lên tiếp với chị nè. Cho cô bộ màu nâu. Trước là cô Ngọc Dung lấy số 5 đúng không? Rồi ok nè, cô lấy con số 5 nè. Rồi ok, chốt nâu cho cô ha. Ok, chốt cô nâu. Đây nè, bộ hồng, chị nào mới hỏi. Bộ hồng, bộ này chị mới hỏi nè, 57kg nè, chị Nguyễn Liễu nè. Thiêu trước thiêu sau, 220 một con. Sale của chị 220 một con ha. Mẫu này là mẫu khai xuân, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào ưng cứ chốt lì giùm em, hồng. Phơm này em cũng có size 90kg đổ về luôn, nhưng mà phơm này size số 5 hơn 10.000 giùm em. Mà bưng mấy cái đó lỡ trả ra đây hết rồi nè. Thôi bao rồi. Nè coi cái nào bán được bán. Rồi đây quá đẹp luôn, chị nào thì cứ chốt cho em hồng. Hồng cực kỳ đẹp luôn, hồng hả chị ơi. Hồng ha. Nhanh tay cứ chốt thì giùm em hồng. Ok, ship bao nhiêu? Dạ ship 30.000 nha chị Nguyễn Liễu ơi. Ship bên em đồng giá 30. Rồi ok, chốt với chị Nguyễn Liễu nè. Ok chị yêu nè. Rồi chị ưng màu nào nữa cứ chốt màu đó là giùm em ha. Em còn ít lắm á chị ơi. Bây giờ em xem cho hết luôn. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây em lên mẫu cho mấy chị nè. Màu đen vàng đi ha. Màu đen vàng cái mẫu này. Màu đen vàng mấy chị luôn, 220 con. Đẹp tuyệt vời luôn. Bộ cháu đen mặc có size 80. Dạ có luôn nha cô ơi. Có size 80kg luôn. Để con mặc cho cô xem. Rồi con đọc màu size 80kg cho cô xem ha. Hồng hiu trước sau 65kg cho chị Trần Thanh nè. Ok nè. Rồi lấy size cho chị Trần Thanh 65kg nè. Chữ K, chữ O là sao chưa? Dạ cô Nguyễn Liễu ơi. K, O là sao cô? Ok đúng không? Ok là chữ O trước nha. À nhưng cô muốn màu đen đúng không? Rồi để con coi size của cô có màu đen gì. Hình như size của cô cũng có màu đen á. Rồi đây nè, màu đen vàng. Cực kỳ đẹp luôn, có phối luôn ha mấy chị ơi. Đây, hiu trên, hiu dưới, có phối, hiu tay và hiu phía sau luôn. Chỉ có 220 con. Đó, đẹp vàng, đẹp đỏ luôn. Đó, 220. Size số 5 hơn 10.000 là 230. Phơm này là size số 5 hơn 10.000 em nha. Mẫu khai xuân cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị Nam Phan cứ chốt cho em đen vàng. Đen vàng ha. Cho chị coi màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen chị Nga Vũ lên số ký chiều cao lên giùm em chị ơi. Chị Nga Vũ ơi, lên số ký chiều cao giúp em nha chị. Lên số ký chiều cao giúp em. Rồi đây, em đọc màu nè. Đây xay đang 60kg đổ về. Xay 60kg đổ về là em còn hồng ruốc nè. Hồng ruốc, xanh rêu, đen đỏ, đen vàng. Đó rồi, chị nào thích màu nào cứ chốt màu đó là giùm em ha. Ừ, màu nào cứ chốt như màu đó. Màu xay số 5. Rồi đây, xay số 5 có đồ đầy đủ màu. Size số 5 đây. Size số 5 là size của cô nè, cô Nguyễn Liễu nè cô ơi. Ưng thì chốt giùm con nè. Size số 5 là 10.000 hay 10.000 một con nha. Là 230 một con á. Đây, màu hồng ruốc nè. Hồng ruốc ghim bài mà. Hồng ruốc nè, màu đỏ đô. Màu hồng. Màu đen đỏ. Màu đỏ tươi, màu xanh rêu, màu đen vàng,
màu xanh cổ dịch, màu xanh ngọc đó. Coi chị Đào ưng cái màu nào cứ chốt màu đó thì giùm em ha, ưng màu nào cứ chốt màu đó thì giùm em, cực kỳ đẹp luôn á chị ơi, quá xuất sắc luôn á chị ơi, mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị Đào ưng đen vàng chốt đen vàng giùm em nha. Chị 60kg 1m50. Vậy là chị hơi thấp hả? 60kg 1m50 là bằng em á. Nhưng mà chị thích bận, thích bận hòa. Vậy là chị mặc size số 3 đúng không? Thường là chị ngân ngân cũ mặc số 3 đúng không? Rồi để mà em đọc số 3 cho chị lựa. Chốt cho bạn ha. Bên bà ngoại nó đi rồi nãy giờ kia.
chị nào ưng cái mẫu này cứ chốt cho em liền nha, mẫu phô mai cực kỳ đẹp luôn, mẫu phô mai đó ưng cứ chốt cho em liền, tại vì cái mẫu này là mẫu này em bán em cho qua mẫu luôn, em cho qua mẫu em sale nên em về em bán là giá vốn với mấy chị luôn, bán giá vốn luôn. Chị nào ưng cái mẫu này cứ chốt cho em, còn đủ em còn mấy ba từ size 2 đến size 5 luôn á. Cô gửi mẫu bông bi qua mẹ xem bên con. Coi màu hồng cánh sen ở trên. Màu hồng cánh sen hả? Màu hồng cánh sen ở trên này là không có size 60kg rồi. Màu hồng cánh sen này là con hết size 60kg rồi. Con còn màu cam được không? Mày lấy qua màu cam, mày lấy màu cam con mà. Đó, màu hồng cánh sen thì em hết size 60kg rồi. Em còn màu cam được không? Mẫu này em còn màu cam được không? Sale mấy chị luôn. Em sale mấy chị luôn nè. Để coi em dơ lên mấy chị ưng cái mẫu này thì mấy chị chốt cho em. Đây cam quá đẹp luôn, mẫu quay thịt đó luôn ha, mẫu cái đó là trên đó là 75-80kg độ về đó. Rồi rồi chị nào nhanh tay chốt giùm em con này 60kg độ về, 60kg về xe ốm hình như em không có bi đâu mà còn có hơn số 4 quần dài còn được về con à. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em ha. Cam 180 xe mấy chị 180.000 luôn, 180 ha, nhanh tay cứ chốt thì em cam 180 giùm em cực kỳ đẹp luôn chị ơi. 180 đó đẹp không, cực kỳ đẹp luôn. Phơm này á nè, còn cái hồng cánh màu hồng cánh sen này thì là 75kg độ về giùm em ha, 75-77kg độ về giùm em cực kỳ đẹp luôn, xem 180 luôn, đồng giá với chị luôn. Chị nào ưng thì chốt cho em. Tím nho 75kg độ về, tím nho cổ vuông 75kg độ về, còn một con, còn một con xe với chị 180 luôn. Rồi nhanh tay chốt cho em mấy chị ơi. Rồi đen vàng trên đây cũng là 180 luôn, đen vàng 180 giùm em luôn ha, 75kg độ về. Mấy hàng này em còn một con thôi, một hoặc là hai con thôi nha, nên chị nào ưng thì cứ chốt cho em, không còn nhiều đâu, còn vài con thôi mấy chị ơi. Đó rồi chị nào ưng cứ chốt cho em liền. Màu cam mà đẹp nè, có chị nào ưng thì chốt giùm em ha. Giá niêm yết là 280.000 lận, nhưng mà em xả với chị luôn, em xả vốn, em lấy vốn hoàn vốn lại giùm em đó, em bán vốn thôi. Đây 1280 thấy không, em xem chị 180 luôn, không em bán 200 mấy á, hỏi em bán 230-220 gì đó, bây giờ em xả vốn với chị luôn á. Rồi đây hoặc là hồng cánh sen này, hồng cánh sen kiểu này được không, em có hồng cánh sen nhưng mà kiểu khác. Đây hồng cánh sen này em sale với mấy chị luôn 190 luôn, 190 hàng này hàng mới ha, có size 90kg độ về, có size 90kg độ về. Chị nào nhanh tay chốt liền em 90kg độ về hồng cánh sen, hồng cánh sen nha mấy chị ơi. Yeah.
size 2 đến size 4 190, size số 5 là 200 giùm em con này. Size số 5 hơn 10.000 là 200 giùm em ha. Có nhiều size là có màu xanh tơ luôn á. Mấy chị có muốn lên mẫu gì mấy chị báo giùm em bên lên cho mấy chị xem nha. Muốn lên con nào như thế nào mấy chị báo giùm em bên lên. Em lên thì em lựa mấy chị. Muốn lên đầm hay là muốn lên cái gì? Màu vàng chanh hả? Em có vàng này, không biết phải vàng chanh không nữa.
Nè vàng này được không chị ơi? Em có con vàng này thôi, chị ưng thì chị chốt giùm em. Đó. Hả? Đó, cái mẫu này thì em có vàng, vàng này vàng gì ta? Vàng nghệ. Vàng nghệ, còn chị thích màu vàng chanh đúng không? Vàng chanh thì em qua cái mẫu này. Đây, vàng chanh thì em qua mẫu này, có size của chị. Mẫu này em sale 180 ngàn này, chị cơm thì chốt cho em vàng chanh. Em mặc con vàng chanh cho mấy chị xem, đẹp lắm. Chân cái nào ưng 190 hay là 180 chị cứ báo cho em cái số, nhớ là ghi giùm em cái giá tiền luôn nha. Ghi giùm em cái giá tiền luôn để em biết là chị lấy cái nào. Sale 180 cho những chị nào chốt đơn ha. Chị nào có chia sẻ em bán 180. 180. Vàng cực kỳ đẹp không? Vàng chanh. Có cái mẫu này duy nhất là có màu vàng chanh thôi á, chị là ưng cứ chốt giùm em. Form này màu vàng là em có size 65kg lại size 70kg luôn, 75kg. Rồi, nhanh tay chốt giùm em vàng. Vàng giùm em ha, 180. Sale luôn chị ơi, 180 mẫu này. Đó, form của chị là em có nè, màu vàng, màu hồng, màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen, đó đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn, màu hồng cánh sen. Màu tím, đó size 75kg về nè, màu tím. Tím huế. Màu da. Màu xanh rêu. Cái này là màu tím nho. Giá niêm yết là mấy chị coi nè. Hàng giá niêm yết là 280 một con. Em xả cho mấy chị, giá vốn của em là 180 luôn, chị đã ưng cho. Giá vốn lỗ luôn rồi đó. Thưa ơi, chị mua cái đâm xòe màu tím huế thì đâm phạm hả? Đâm xòe màu tím huế mặc không vừa là bị chật hả chị? Đâm nào mà chật ta? Đâm nào mà chật cho chị ơi? 55kg hả? Rồi đó, coi chị là hết mẫu này cứ chốt cho em liền nha. Ưng màu nào chốt màu đó thì giùm em vàng. Ai ưng vàng chốt vàng giùm em. Vàng 180. Đó, vàng chanh chị đang phạm có chịu không? Chị Thái Ngọc Chi hả? Khỏi chia sẻ nha chị Thái Ngọc Chi ơi. Chị bơm hàng bên em, chị không có nhận hàng bên em nên chị khỏi còn vô chia sẻ giùm em nha. Chị Thái Ngọc Chi ơi, không biết lý do gì mà chị không nhận hàng bên em. Không nhận hàng bên em mà bây giờ bên em nó có chế độ như là mấy chị á, mặt không như là kiểu như mấy chị không giữ ý hay gì đó, thì mấy chị nhớ mấy chị phụ giùm em 30 tiền phí, 30 tiền ship, cái tiền vận chuyển đi về. Còn em thì chịu cái phần, chịu là cái phần vận chuyển đi, mà mấy chị không chịu đầu não vô á là nó trả hàng cho em. Thì em tốn là tới 30.000 đi, 30.000, 33.000 đi, 33.000 về. Là hết 66.000 của em rồi. Đó. Em bán không lợi nhiêu chưa mà mất hết 66.000 rồi nên em không có bán cho mấy chị nữa nha. Chị nào mà nhận hàng mà không có ưng thì em chấp nhận, nhưng mà mấy chị phải phụ giúp em tiền ship chứ nha. Chứ mấy chị mà đi ra chợ này nọ mấy chị cũng phải tốn tiền xăng, nắng nôi. Đó. Rồi mấy chị khát nước, chị còn mua nước uống khát nước rồi nữa. Đó, còn giờ mấy chị ở nhà mà shipper đem tới nhà luôn, mấy chị không nhận thì mấy chị cũng giúp em, cho em xin lại 30 tiền phí cho shipper nha. Phụ em trả xin cho shipper chứ mấy chị để cho em không à. Là em không có bán nữa mấy chị. Rồi đây nè, ok chút vàng chanh cho chị nè. Ok chút bộ vàng size 4. Vàng size 4 cho chị Bích Loan nè. Ok chị 180 luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị ưng cái màu nào mấy chị cứ báo cho em đi. Em lên em mặc cho mấy chị xem. Đây màu này là màu vàng nghệ. Vàng nghệ giúp em ha. Chị là ưng cứ chốt giùm em.
À 75 kg em có hàng sale rất nhiều luôn chị Bích Trâm. 75 kg nè, em có mẫu này để em giới thiệu chị xem. Đây, kiếm cổ vuông 75 kg sale 180.000 luôn. Còn đúng một con sale 180 luôn. Đó chị đỡ thì cứ chốt cho em. 180 tím nho. Tím nho ha. Chị đã ưng tím nho, chốt tím nho giùm em 180. Một con gì nhất. Màu đen. Đây. Màu đen vàng, chị đã thích. Ồ cái chị nào hồi nãy hỏi mà. Cái màu nâu số 5 hả? Còn đây 75 kg về. Màu đen vàng với lại là màu đen xanh. Đen xanh không? Đây, đen vàng nha, em có đen vàng là 75 kg về size 4 nha. Đen vàng với lại đen xanh. Đây, đen xanh đây. Đẹp tuyệt vời luôn các chị ơi. Vàng cho anh em hết 180 kg rồi đó chơi. Đó, vàng cho anh em có size 65 kg. Đen xanh. Đen xanh, đen vàng em bán với chị là 180 thôi. Chị nào ưng thì cứ chốt giùm em 180.000 ha. 180. Đây bộ đỏ em sale 190.000. Bộ đỏ này em còn đúng một con luôn. Hàng xịn cao cấp với chị luôn á, chất rẻ là bao đẹp luôn. Không đổ lông, không xuống màu, không bị giải xệ nữa ha. Chị đó ưng cứ chốt cho em màu đỏ. Màu đỏ cho em, bộ đỏ size 4 nè, 75 kg về. Bộ đỏ nha. Rồi chị đã hết đỏ, chốt đỏ giùm em. Chị nào ưng đỏ chút đỏ cho em 75 kg độ về giùm em. 70 kg bằng 68 kg độ về. Bộ lộn 68 kg đến 75 kg. Quá đẹp luôn. Rồi ưng đỏ chút đỏ cho em liền. Đỏ. Quá xuất sắc luôn chị ơi. Thấy không? Hàng đá hàng cao cấp luôn. Rồi ưng đỏ chút đỏ giùm em. Đỏ. Chị ghê đó, mấy chị đặt hàng mà mấy chị không có nhận hàng, kiếm chuyện không à. Đỏ 4 cho cô Từ Liên. Rồi ok, chốt cô Từ Liên đỏ nè. Ok chị Nam. Rồi đây, mẫu này em sale nè, cô Từ Liên có lấy hàng sale không? Cô lên hàng sale cho mấy Linh cái đó vô mà, sale hết luôn đi. Rồi đỏ, 180. Rồi đây, hết, đỏ không? Rồi đây bộ cam. Cho chị màu tím. Ủa đỏ 97. Đỏ 90. Cho chị màu tím. Tím nho đúng không chị ơi? Tím nho này đúng không? Đúng tím nho thì chị ok. Chị nói là tím nho nha chị ơi. Chứ tím nho không biết tím nào luôn á. Tím nho 180 đúng không? Dạ chị Đăng Phạm ơi. Chị bị chật hay là sao? Nếu chật thì em cho đổi lại. Còn gọng thì chị chịu khó bóp rồi giùm em nha, chứ em đỏ mới được chị yêu ơi. 55 kg mà sao mà chọc được. Mẫu nó mẫu nào chọc. Rồi đây cam giùm em. Chị nào ưng cam thì chốt cam cho em ha. Hàng thiêu trực tiếp luôn, sale 180 luôn. 180 rồi chị nào ưng cam chốt cam giùm em. Cực kỳ đẹp luôn, cam 180. Cam 180 giùm em. Đó. Có tay khói hả? Là sao? À cái thay khói bơ hởm hả, con chưa về. Rồi cam, chị đã ưng cam chút cam em. Cam cũng 180 luôn, sale hết luôn, sale vốn hết luôn đó chị ơi. Đây nè, con còn được mấy bộ khói nè, để con lên cô xem thử cô có ưng không. Cam 180. Rồi đây cái mẫu này nè, màu hồng cánh sen. Em sale 180 luôn. 180 luôn, có thay 2, 3, 4. Còn 4 con mà nó không có chịu. Đây, cái mẫu này mẫu khói ba, khói bi nè, cô có chịu mẫu này không? Con xem cho cô luôn nè. Nhưng mà rồi sale cho mấy cô nào bận cái này thì sale cho cô Từ Liên 170 luôn nè. Sale cho cô Từ Liên bi này 170 luôn nè. Con còn mấy con? Rồi còn được 4 con. Đó, màu tím cà, màu da. Màu hồng rút, hồng rút hồng môn gì nè. Đó, màu cam đất, 4 màu. Cô có lấy con bi này không? Khói bi. Khói bi. À rồi màu tím nho ok. Ok nè. Cô Bích Loan ơi, cô khỏi còn cho số điện thoại ha. Số điện thoại bên con có rồi. Rồi ok, chốt tím nho. Rồi khói bi cho chị nào ưng thì cứ chốt liền em ha. Form này là form số 3, số 60 kg độ về.
Shopee, Shopee giùm em. Đó, 60-62 kg đó về, rồi chị Đại Ưng cứ chốt cho em liền, 50-60. Bi, khói bi. Khói bi giúp em ha. Rồi khói đen nè, khói ren nè, cực kỳ đẹp luôn. Khói ren. Còn có con khói ren nữa nè. Khói ren này là xe bao nhiêu? Rồi con khói ren này thì em con bán cho cô là 160 nè. Khóa đẹp luôn cô ơi, tay phòng cực kỳ xuất sắc luôn đó. Coi chị đã ứng khó chứ khó cho em ha. Khói, khói là con còn được có nhiêu nay bộ nè, con còn cũng có 5 bộ mà cô tự đi có lấy không, con còn 5 bộ 5 màu đó, màu đen, màu xám nè, màu xanh nè, màu cam nè, với là màu hồng, hồng cánh sen, 5 màu. Cô màu, cô màu gì cứ chốt cho con, hoặc là cô lấy hết thì cô chốt ha. Khoảng con đang sale luôn 160 ngàn, 160 đẹp quá nè, tay phòng đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt cho em khối nha, khối 160, khối 160. Rồi khối ren 5 màu cho cô, ok cô, nhà lấy khối ren 5 màu cho cô. Đây nè, cái mẫu khối bi đẹp đó mà cô không chịu hả, cô mặc thử cho cô xem. Đây cô mặc thử cái khối bi cho cô xem thử nha. Ui da. Rồi đây khối bi. Khối bi giùm em ha mấy chị ơi. Khối bi cái quần nè. Thấy không? Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Khối bi. Khối bi con cũng còn 5 màu. Rồi khói bi giùm em, chị nào ưng khói bi chốt khói bi giùm em cực kỳ đẹp luôn. Khói bi đó, 170, 170 giùm em khói bi cực kỳ đẹp luôn. Màu da đây con đọc lại màu cho cô lựa ha, còn có 5 màu à, ủa còn có 4 màu thôi. Còn cái này là khói bi còn 4 màu đúng không, bây giờ ấn câu mà 4 màu con có nè. Khói bi màu da, khói bi màu, màu này là màu gì, màu tím cà, màu hồng môn, màu tím môn, hồng môn gì nè, màu môn với là màu cam, 4 màu đó. Cô bi, cô chú bi con nha, khói bi 4 màu, khói bi. Mẹ đưa con mấy con ghen nó vô luôn, mà xin béo á, xeo hết luôn đi. Đó, coi chị nó thích màu nào cứ chốt màu đó cho con. Cô nào ưng thì cứ chốt màu con nha. Rồi đem ra hấp đi. Mấy con thôi, khói đeo bữa mới về hồi Tết á. Rồi đây nè, cái bộ này rồi xem 180 luôn. Em có màu đen xanh với màu đen vàng. Màu đen vàng con đen gel nè, màu đen xanh. Xem 180 chị đã ưng nha, màu đen thì chút đen em ha. Đen xanh đen vàng 180. Đen xanh đen vàng 180 giùm em. Rồi đây, mẫu này. Khói beo. Khói beo đi mấy chị ha. Rồi chị ưng khói beo chốt khói beo giùm em. Khói beo. Rồi xem mấy chị 170 ngàn luôn. 170 nha. Nhanh tay chốt liền em khói beo. Khói beo. Đây quần đây cực kỳ đẹp luôn, mặc vô luôn mấy chị xem. Không vừa nha chị ơi. Rồi đây. Nhỏ lắm. Quá đẹp luôn. Rồi chị nào hết khói beo chốt khói beo giùm em. Khói beo. Khói beo là em có những cái màu này nè. Đây. Khói beo em còn được có 5 màu. Màu đỏ, màu đỏ, màu đen, màu xanh dương,
chốt thì em khác có theo. Có beo mấy chị ơi. Có beo bốn màu ok cô nè. Ok cô khóe có beo mà to số 4 nữa. Vậy là cô ơi, cái bộ này là size số 2 nè. Đỏ này số 2. Còn con đỏ là size số 4, cô lấy thêm con đỏ là luôn đi nha. Lấy thêm con đỏ luôn là lấy hai màu đỏ. Một màu đỏ size 2 với một màu đỏ size 4 nha cô Từ Liên ơi. Một đỏ 2 với một đỏ 4 cho cô luôn ha. Lấy giúp con đi. Con còn có con một à. Con đỏ một à. Rồi ok này chốt cho cô à. Khói bi. Khói bi cô. Con hạnh hả? Không dừa. Không dừa. Đấy này này này. Dừa dừa 80kg mới 6 rồi. Còn con nè. Số 6. Ủa số 5. Số 5 không dừa đó. Đây con mặc thử con này thử coi. Vậy là
Đây, sang cực kỳ sang luôn. Có hình mặt luôn ha. Mẫu mà có hình mặt là chị biết cỡ nào rồi. Rồi đây phối vàng. Phối vàng giùm em. Đây nè, chị coi cái lưng quần của nó đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Đây thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Cái giá nè. Rồi đây phối vàng giùm em con này. Cực kỳ đẹp đó chị ơi. Đẹp quá mấy chị ơi. Tay phòng phòng ha. Có ta có dúng luôn. Xem nhiêu? 180 luôn. Nhanh tay chốt cho em liền. 180. Đó, có hai túi hai bên mới chịu nha. Phối vàng. Phối vàng giùm em con này cực kỳ đẹp luôn. Phối vàng sale luôn mấy chị, còn đúng một con duy nhất. Một con duy nhất nha. Phối vàng. Phối vàng giùm em. Phối vàng. Rồi ok, phối vàng cho cô.
chị đừng phối, em còn phối đỏ nữa chị ơi. Em còn phối đỏ. Rồi thấy cho con mấy mẫu kia, mẫu đẹp đẹp quá. Ý mình còn này là phối ở trên màu đen nè. Phối ở trên màu đen, ở dưới màu đỏ. 75kg có không em? Có 75kg rồi. Hết rồi. Hết 75kg rồi, cái này em hàng xả không chị ơi. Cô Hiền Thành đợi lưng xíu ha. Chơi màu đen nha, phối ở chơi màu đen, ở trên màu đen, ở dưới màu đỏ. À, có mẫu đẹp ngoài tiền đâu mà mua nữa đây, trời ơi hay đây nè, mấy chị có thể là bận vô bỏ áo vô quần vô giùm em nha. Thường là cái mấy cái mẫu này là người ta hay bỏ áo vô quần á, hay là bỏ áo vô quần á. Cái mẫu này là thường là ống rộng là thường bỏ áo vô quần, nên người ta có hình cái mẫu này nè, rất là đẹp luôn đó, mặc lên rất là say. Chị nào ưng thì cứ chốt giùm em nha. Rồi đây đỏ thôi, ghi giùm em là ở đây là phối đen nha, phối đen nè, là em có phối đen đỏ, đỏ nè, đỏ đỏ tươi, còn cái này là đỏ đô đó, phối đen đỏ đỏ tươi, phối đen đỏ đô nè, đỏ tươi nè, đỏ tươi, đỏ đô, chứ là màu cam, màu cam đó. Em có ba màu phối đen phía trên, em còn ba màu phối đen phía trên ha. Bỏ áo quần mặc vô em con mẫu này cực kỳ đẹp luôn, đỏ cam, đỏ tươi, đỏ đô. Rồi chị đỡ đừng có chốt giùm em, em có ba màu, ba màu cực kỳ đẹp luôn á chị ơi, đẹp lắm. Phối nha, phối đỏ, đô, đỏ tươi, cái này là màu cam. Rồi qua mẫu, sao đưa cô mẫu màu xanh ngọc không ạ? Lấy màu xanh ngọc không? Màu xanh ngọc. Rồi đỏ đô, đỏ đô thì tránh em nè, đỏ đô thì tránh em. Còn đây là chị nào ưng thì chốt giùm em. Con này tại vì ở đây phủ thì tay con đó mà, mày lựa con này tay con mà hãy ra qua bên cái mà. Tao đỏ đâu? Tự nhiên có màu xanh ngọc nữa mấy chị ơi. Màu xanh ngọc phối da, xanh ngọc phối da giùm em con này. Xanh ngọc phối da cực kỳ đẹp luôn, xanh ngọc ha. Rồi chị ơi con này giùm em là con xanh ngọc 180 luôn. Mấy chị coi cái lặng khung của nó nè, thấy không, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị ơi ưng thì chốt da liền. Xanh ngọc phối da quá đẹp luôn mấy chị ơi, xanh ngọc phối da đó. Rồi ok chốt xanh ngọc cho cô, cổ vuông tim á chị. Cái này cô gì cô Phạm Nương bằng được không? Cô ba năm mươi mấy ký á, cô ba này đâu bằng được hay được không? Được cái màu xanh được, cổ nó màu đen à, màu đen hả, nó màu đen đúng không? Rồi, ok nó có mặc màu đen, cô xem. Cái quần nó lên form rất là đẹp luôn. Ở cái quần này mặc chung với cái áo khác cũng vẫn được nha. Cái quần này mai vô mặc chung với những áo khác, áo lẻ khác cũng được luôn. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Không chị ơi, tôi nghe mấy chị lớn ký nha. Mấy chị lớn ký đợi nó xíu nha. Tại này hôm Tết về cái em bác ở shop á. Trời ơi, con là đẹp quá. Còn tôi nhỏ rồi. Con này bỏ áo quần vô mặc bận đẹp lắm nha. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Rồi ưng đen chút đen giùm em, đen đó, ống rộng đúng không cô ơi, ống rộng nha, ống rộng con đang xem ống rộng đó. Và chị ưng thì chốt giùm em đen, đen mẫu này em có nè, để có mấy con trong đó còn nữa mà. Màu đen, màu da, màu xanh rêu. Rồi đây mẫu này, mẫu này quá đẹp luôn mấy chị ơi, kỳ đẹp luôn. Rồi đây em mặc, hồi nãy cô kia mặc màu đen không, mặc cái màu á mấy cô nhìn mới cho dễ, màu đẹp lắm, chất giả rất là đẹp luôn. Rồi đây em có màu đen nè, màu xanh rêu, màu da, màu lấy sợi ống ôm đi, màu đen, màu vàng,
màu nâu đó, màu nâu đó đó. Rồi chị đợi màu nào cứ chốt màu đó đi em. Đen quá đẹp luôn á chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Đen nha, đó phơn màu đen, cứ chốt màu đen giùm con. Thôi
xịn sò luôn, có màu luôn. Đỏ. Đỏ đen vàng. Vàng chanh với vàng tươi của bà Nghệ. Rồi chị thích đỏ chút đỏ chị em. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn mấy chị, có quần nè. Quần F8 giùm em nè. Xịn sò luôn nha mấy chị ơi, ống hôm ha. Ống nhỏ giùm em. Ống nhỏ. Phơi mà chắc bỏ áo vô quần mặc đẹp. Đẹp quá. Đó, chị đâu hết bỏ thì bỏ, còn mấy chị đâu không hết thì cứ xả ra bình thường. Đó, sang ơi là sang luôn. Rồi chị đơn đỏ chút đỏ giùm em. Đỏ. Đây mẫu này thì em có màu đỏ. Màu đen, mấy chị có quần nè. Có quần nè. Đẹp không? Quần rất là đẹp luôn. Màu đen. Đó, đen. Màu đen giùm em nha. Đen. Cái này cổ tim rồi, qua cổ tim. Với màu vàng. Rồi, vàng, đen, đỏ. Rồi chị ưng màu nào cứ chốt màu đó giùm em. Có ba màu. Vàng, đen, đỏ giùm em đúng không? Vàng, đen, đỏ, cực kỳ đẹp luôn. 170 nha. 170. Vàng đen đỏ giùm em con này. Sao chị kêu cổ tim. Màu đen đó chị Phạm Nương. Không có màu đen đó chị Đông Hưng hả? Đương mặc có màu đen thôi mà. Đây màu đen cổ tim rồi. Đỏ chị đen. Rồi ok cô đỏ đen. Đây nè màu vàng. Vàng này là còn một con. Có một con duy nhất. Vàng này vàng nghệ nha. Hai con à? Rồi đây. Cực kỳ đẹp rồi, chị đã ưng thì chốt em vàng. Tay phòng luôn, tay phòng lưới. Sang lắm đó chị ơi. Rồi xong. Đẹp không? Cực kỳ đẹp, ống nhỏ luôn. Quá đẹp, chị đã ưng thì chốt cho em liền. Ưng thì chốt cho em liền. Vàng. Vàng em ha. Vàng đó, vàng giùm em có hai con, chị ơi thì chốt giùm em vàng hai con. Rồi nhanh tay chốt nha. Mấy bộ này không có size 80kg rồi cô Ngọc Hoa, cô Nguyễn Lan ơi. 80kg mẫu này cô hết trơn rồi, con bán rồi tới hết trơn rồi, bây giờ bán cái bộ này là con đang xả á. Rồi ok vàng cho cô tự đi. Rồi em còn một con vàng nha, chị nào ưng vàng nữa thì cứ chốt vàng giùm em. Còn đúng một con nữa, còn con nữa là kiểu kiểu khác thôi nữa. Đâu kiểu khác chứ chứ. Không giống hả? Không giống kiểu. Rồi để đi. Cổ tim. Đây là màu đen nè. Màu đen cổ tim đính đá. Đây, màu đen nè, đính đá. Mẫu này nhiều. Xeo nhiều. Vàng có thêm. Vàng cổ tim. Không có say của cô, tức là vậy đó. Tức cái là không có say của cô rồi. Khi nào có say cô cũng cúng cô cái nha. Đợi con tí xíu đi, tí nữa mà con thấy có size lớn thì con báo cô. Rồi đây chị đã ưng thì chốt em ống nhỏ nha. Ống nhỏ giùm em. Đen, ai ưng đen chút đen giùm em cổ tim. Đó. Size này chị Phạm Nương một đèn thì chị Phạm Nương ơi. Quá đẹp luôn. Nhanh tay chốt cho em liền. Đen. Đen mấy chị ơi, đen. 75kg vừa con, không vừa. Sao mà đòn hơi nhỏ không à. Còn cái nhỏ thôi, mà chị cái màu qua giùm con đi, con đọc màu ký cho về nè. 62kg, 62, 65. Nhiều nhiều cái thì có 65, nhiều cái 62. Rồi đây mẫu này thì em có 3 màu. Màu đen. Màu da. Với màu xanh rêu. Rồi chị ưng màu nào chốt màu đó giùm em. 3 màu. 3 màu ha. 170 thôi. Ép đá luôn. Ép đá cao cấp ha. Chị đã ưng thì chốt em 3 màu. Đó. Đen. Da. Xanh rêu. 3 màu cho mấy chị lựa. 3 màu đủ màu cho mấy chị dễ lựa luôn. Đó. Đen ha. Mẫu mà đẹp nè. Đá cao cấp cực kỳ đẹp luôn. Nhanh tay chốt cho em liền. Ép đá. Kèm màu.
5 kg mặc vừa nha chị ơi. Nha chị Phạm Đăng ơi. Chị Đăng Phạm ơi, 55 kg mặc vừa á. Rồi ok. Đây nãy 1 kg không vừa chị ơi. Đây nãy 1 kg không vừa rồi. Rồi đây em còn một con vàng, vàng canh. Quá đẹp của mấy chị ơi. Hàng đính đá nè. Đây, nó bắn trực tiếp vào nền giải luôn ha. Nó bắn đá vào nền giải luôn. Đó, không sợ rớt ha. Chị nào ưng thì chốt giùm con vàng canh. Vàng con canh nè. Đó, vàng giùm em ha, vàng con canh cực kỳ đẹp luôn. Còn một con vàng canh. Rồi xong em còn mới nha. Còn con vàng canh là gì đâu? Thì cũng khác kiểu nha mấy giống. Mấy vậy? Rồi vàng canh cực kỳ đẹp luôn, vàng canh. Vàng canh tay phòng. Rồi với vàng này. Vàng canh tay phòng. Như là màu vàng đây. Rồi vàng tay lỡ. Vàng tay lỡ giùm em luôn. Quá đẹp mấy chị ơi. Nhanh tay chốt mấy em mấy chị coi lưng quần nè. Bao đẹp luôn. Rồi vàng tay lỡ. Vàng tay lỡ giùm em nha. Vàng canh với vàng tay lỡ. Chị thử màu nào cứ chốt màu đó. Hello con gái, cô hello cô Nga Nguyễn nè. Con hello cô nha. Rồi xong, lên mẫu tiếp tục. Lên mẫu mà thôi. Rồi. Rồi đây. Trời ơi, cái màu đẹp quá nè. Đây, cái màu này màu hồng ruốc giùm em. Tím môn. Màu tím môn. Tím môn nha. Rồi chị đã ưng tím môn, chốt tím môn giùm em. Tím môn 170. Cho coi cái quần thư con. Cái bộ này là cô mặc cô Nguyễn Lan mà không vừa đâu. Cô Nguyễn Lan mà không vừa đâu, phơm nhỏ. Phơm nhỏ hả cô? Rồi màu tím môn. Chị đã ưng tím môn, chốt tím môn cho em. Mẫu này em có màu vàng với lại màu tím. Em có màu vàng, màu tím. Rồi chị nào thích màu này cứ chốt giùm em ha. Hàng nè, dập vô. Vô giải nè mấy chị. Đó, bắn giải vô giải luôn ha. Cứ là chắc chắn luôn. Rồi chị nào ưng tím môn, chốt tím môn giùm em. Có màu là 70 kg. Còn hàng thiêu mà mấy chị ơi. 70 kg còn hàng thiêu thôi. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Tím môn. Tím môn với màu vàng. Còn hai màu, cái mẫu này còn hai màu, màu vàng, màu tím. Màu đẹp quá. Mẫu đẹp quá hay màu đẹp quá gì đó. Rồi tím môn giùm em nha, rồi qua mẫu mới. Đây em có con này nè. Để đầu năm bây giờ còn số nhỏ không, cái em làm biến lên á. Còn số nhỏ mà bây giờ làm biến, thấy mấy cô toàn là size lớn mà bây giờ không muốn lên. Hôm nay có chị khách sĩ nên bây giờ mới lên cho mấy chị xem kìa đây. Mẫu này còn con màu tím quá đẹp luôn. Nhiều tím ha. Có nhiều mẫu ra trong cổ đó. Nè, cổ là nó viền ha, nó viền giùm em. Rồi nhanh tay chốt giùm em tím hang. Tím hang mấy mẫu bán được đấy. Bán được nè cô Thùy Liên ơi. Tím hang giùm em nha mấy chị ơi. Tím hang. Đẹp quá đẹp luôn, tím hang giùm em. Tím hang. Chốt tím môn thì cô cầm được. Rồi ok, chốt tím môn nè. Rồi chị đã ưng tím hang, chốt tím hang. Tím hang, ống nhỏ, đẹp lắm. Tím hang. Rồi, xong. Qua mẫu đi. Rồi tím hang cho cô. Rồi ok, chốt tím hang cho cô luôn. Con thử con hỏi.
không? Ok đó, nhưng cuối cùng phá lái luôn, thuê bao luôn, sáng điện được. Con điện 10 cuộc liên tục luôn, đều tắt máy nghe. Chị Nga, chị Nghi Nghi, chị biết hỏi em đó ha. Trời ơi, đặt cho một đống luôn. Ship lên quá trời lên, mệt ơi là mệt luôn. Đâu phải mặt là khỏe đâu. Mặt mệt, rất là mệt luôn á, mà còn bị vậy nữa, chán ghê luôn á. Chị từ liên nè, lấy đồ là khỏi cần đọc luôn, từ đó giờ luôn. Mới bây giờ luôn, còn cái như á, thấy như nó nhiều nhưng mà thấy an toàn thì con không kêu cọc, còn thấy mà nguy hiểm thì con phải kêu cọc. Hồi Tết bơm con hai cục chà bá lửa luôn á. Rồi đây, cam 180 luôn, xảm chị luôn mấy chị ơi, size 2, 180. Bộ gọng ống vàng luôn rồi, chị Phạm Lương ơi. Bộ vàng ống gọng rồi nha. Rồi cam giùm em, chị ưng cam, chút cam giùm em, xả cho mấy chị luôn. Xả cho mấy chị con này. Màu da chị tôi đi em ơi. Màu da là màu nào? À đây nè, 55 đi. Đúng rồi. Giống như là kiểu như là lấy xay một duy nhất thôi. Lấy hết luôn, để cho những cái người mà vô mua một cái mẫu đó, cái xay đó không còn. Mấy lần rồi chứ không phải một lần. Lần đó thì hốt sẽ tà. Hèn á, người ta dành tới dành lui, không chờ không cho, kêu nhường không nhường, cuối cùng bơm hẹn. Cái gì vậy? Màu da đây, màu da đây. Coi chị đưa màu da, chốt màu da giùm em. Da này 52kg, tính 60kg. Rồi, màu da. Rồi chị hít da, chút da giùm em. Màu da nha, em kéo lần nào kéo quần cũng xuống trên trời chứ. Rồi da, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đúng rồi, màu vàng, ống rộng về bóp là được á. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt em màu da. Đẹp quá mấy chị ơi, màu da. Con hôm qua nghi lắm, họ nói mẹ. Con cũng nghi lắm nhưng mà con đang bán, con đâu có dám nói gì đâu. Sáng kiểm tra là biết chị đó là khách sĩ cũ. Con thấy số điện thoại quen lắm, con nhìn cái là con biết, con biết là khách quen khách cũ, đã bơm hay là chưa bơm nó sẽ hiện lên hết đó. Và chị nào ưng thì chốt giùm em màu da nha, màu da đá cực kỳ đẹp luôn. Rồi giờ lên mẫu nào ở đây? Bây giờ em qua hàng thiêu nha mấy chị. Em qua hàng thiêu nha, giờ hết lo. Cô Thủy Liên có chịu kích cường không ta? Đâu kích cường đâu, bữa hổng cổ cũng nhiêu cũng hết luôn á. Lên kích cường lên mỏng là lạ lên xem. Nè thử lên cho vô cho cô coi cho đẹp đó. Mẫu chưa được hình luôn á. Mới về hả? Rồi đây mẫu kích cườm nha. Mẫu mới chưa chụp hình luôn. Ủa sao những qua cô kia cô hỏi cườm mà sao mẹ không đưa dơ lên cho cô kia xem. Cô nào ta? Cô Lan. Có ai bác sĩ lớn không? Bác sĩ 4 80 để ra á. Hay số mấy vậy? Qua đó. Qua số 5 chứ. Còn đây mẫu kích cường chị nào ưng thì chốt nên nè. Mẫu này bỏ sỉ còn ít nè. Rồi nhanh tay chốt liền em mấy chị ơi. Còn xe 3, xe 4 nhưng mà phân này là phân nhỏ. Rồi nhanh tay chốt liền em, con này cực kỳ đẹp luôn. Có 2 xe đúng không? 2, 3, 4 luôn. 2, 3, 4. Nhưng mà phơm này là phơm tầm 70kg độ về thôi. Tầm 70kg độ về thôi nha. Chị nào ưng thì chốt liền em. Xanh rêu. Xanh rêu. Đó, xanh rêu nè. Màu tím nè. Màu tím. Đó, hàng kích cườm cực kỳ đẹp luôn ha. Hàng kích cườm đẹp lắm á chị ơi. Chị lấy đại hay sao ta? Chứ giờ lộn xộn xay rồi. Xay hay chưa xay hay sao? Không theo xay đi. Thì xay 2 nè. Xay 2 60kg.
màu xanh coban. Đó chứ là màu hồng. Rồi chị đã ơn thì chốt thì em kích cường. Sale luôn, sale 200 nghìn. Nhanh tay chốt liền em 200. 200 giùm em nha. Mới về chưa chị mình luôn đó mấy chị. 3 bộ miễn phí ship phải không? Không phải nha. Phí ship 30k đồng giá mấy chị ơi. Phí ship 30k đồng giá. Đúng rồi đó chị. Em bần quần tới 2 giờ mới ngủ, sáng là 7 giờ mấy là thức rồi. Đây nè cô Tự Liên còn trong đây không? Lấy con này đi cô ơi. Lấy mấy con kích cường mà đẹp nè cô. Con còn ít nè. Bán quá giờ cực luôn rồi mấy chị thiệt chứ. Rồi chị đơn kích cường, chú kích cường xem chị 200 nghìn luôn. Nhanh tay chốt liền em. Nhanh tay chốt kim nha. Con coi một xanh cô ban. Xanh cô ban mình còn thay 4 không ạ? Có. Thay 4 mà 75kg. 75kg đâu vừa. Không vừa hả? Để đâu dòng em coi. Để con đòi dòng em coi xanh cô ban. Coi cô Nguyễn ha, Nguyễn Lan vừa không? Đẹp lắm nhưng mà con thấy là thật vừa quá. Xong coi để hơi nhỏ. Rồi chị nào ưng thì chốt dùm em. Ưng thì chốt dùm em nha. Hiền kích cường. Rồi là không vừa cô ơi. Có đen không? Có đen nha cô ơi. Đây đen đây. Đẹp lắm, đẹp kích cường. Rất là đẹp luôn. Đây phía sau là ghen. Phối đá luôn nè thấy không? Phối hạt hạt châu luôn. Màu đen. Mẫu này mà mới lên luôn á. Không thời gian chụp hình luôn á. Eo 98 là được không chị ơi? Eo 98 đó cô gì? Cô Nguyễn Lan có chịu không? Chịu liệm lên màu chị xem. Nè còn xoay 3, còn màu vàng, màu đen không? Rồi chị ưng thì chốt mà em đen. Chị là số 3, cũng xoay của cô Phạm Nương đó, màu đen cô ơi. Phong này là ai mặc số 2 rồi lên số 3, còn số 3 lên số 4. Cờ của Phạm Nương hết đen. Phong này tầm 55kg thôi. Cho coi cái quần. Rồi mẹ hãy quần qua đây. Rồi hai ông đen chút đây giùm em. Đen 57kg rồi thôi. Bạn mở to cái áo mở quần ha. Cái quần mà biết. Ôi nhỏ lắm chê, 55kg đâu vậy hả? 65-70 thôi. Được, 70 có được đâu, 65 thôi. Áo thì nó cho nó thoải mái đi, 65 được rồi chị. Không vừa đâu cô ơi. Không vừa đâu, có lưng nhỏ lắm. Lưng hơi nhỏ rồi. Đen 57kg thì được không, chị Phạm Nương vừa không? Hai vừa không? 57kg vừa. Con là 60kg rồi nè. Rồi ok chị. Mặt ôm đẹp. Cái phơm này hơi nhỏ nha mấy chị ơi. Nhiều khi chị không có chịu ôm nha Thư. Mẹ heo. Bận như thế. Rồi đây em lên tiếp lục nha mấy chị nè. Em lên lửng cái đồ lửng, quần lửng nha mấy chị ơi. Em lên bộ lửng nha. Em xả đồ lửng rộng nè. Bộ đen 57kg không vừa chị Phạm Đương ơi, cái này thơm lắm. Đây nè chị Đăng Phạm ơi. Dòng eo có 78 à. Dòng eo 78 à. Phạm Đương eo nhiêu ta? Đây hồng cườm đây. Quá đẹp luôn. Đó, sale 200. Đây hồng cườm 55kg đổ về nè. Hồng cườm 1. Còn con này là hồng cườm 2. Đúng rồi đó chị ơi. Con nhỏ chị phải lấy xe 3 mới được. Đó. Không có chốt cho chị được. Xe 2. Rồi hồng cườm 1 nha. Rồi con này là hồng cườm 1 dùm em. Hồng cườm 1. Hồng 1 đi. Nhanh đi, ghi gọn đi. Màu đen. Rồi đây còn chị Đào Ưng hồng 1 chút, hồng 1 giùm em, hồng 1. Còn con này là hồng 2. Đồng giá luôn. Kiểu khác thôi. Ủa còn con đi lỡ hả Thư? Áo đen quần lẻ là lạ chút. Rồi chị Đào Ưng thì chốt giùm em. Màu hồng 2. Hồng 2 giùm em. Rồi ok cô nghe Nguyễn nha. Ok cô này rồi chị đã ưng hồng cúc hồng em nha mấy chị ơi. Hồng 1 hay hồng 2.
ơn thầy chốt giùm em. Bồ da tay lỡ quần lẻ đen đó, màu hai màu. Bồ da quần đen đẹp quá mấy chị ơi. Quần đen coi có nào lớn lớn cho mấy cô đi, không có cô buồn chứ. Rồi đây quá đẹp luôn, bộ da rồi chờ hết màu da, chốt màu da giùm em. Bộ da giùm em nha mấy chị ơi. Bộ da số 3 thì không còn màu đen mà số 4 lại còn hai bộ luôn. Rồi bộ da chị đã ơn, bộ da chốt bộ da cho em. Rồi em lên mũ hoàng thiêu đi, em lên em sale hàng thiêu lại nha, sale hàng thiêu đi, qua mẫu và gớm mình cái khác nha. Rồi chị ơn hồng cúc hồng nha mấy chị ơi, hồng 1 hay hồng 2 báo em liền. Rồi em lên tiếp mấy chị nè. Rồi hồng 1 cho cô đang phạm là ok cô nè. Chốt hồng 1 cho cô nè mà. Rồi ok chốt hồng 1 cho cô đang phạm. Màu xanh coban. Rồi ok chốt xanh coban luôn. Xanh coban 65kg còn không? Còn 65 là C4 á. Rồi đây mẫu này ống rộng nha, lửng rộng em. Rồi chị nào ơn thì chốt giùm em. Áo 2 dây giống em mặc có nha chị ơi. Nha chị Trung Trinh, Thanh Trinh. Trung Thanh Trinh là 65kg, mấy 58 hả? 65kg mặc cái áo thì nó hơi chật tí xíu. Mặc vài lần thì nó sẽ co giãn ra. Mặt dày lần nó sẽ co giãn nha. Em còn một hả chị đây. Ơn thì chốt giùm em. Chắc chị mua rồi á. Chị khách quen. Rồi đây rồi chị nào ơn thì chốt giùm em con này. Lửng rộng nha. Xe không mấy chị mẹ mẹ. Xe là nhiêu mà. Hả? Rồi xe cho mấy chị con ống rộng này 180.000 luôn. Em có size mấy chị luôn, size 2 nè. Size 2, size 3, size 4. Để lựa size ra em đọc nào cho mấy chị lựa. Em có ống size nách luôn nha. Chị nào ưng size nách mấy chị báo giùm em. Màu nào cứ kêu em thử mặc cho mấy chị xem màu đó. 75kg độ về. Form này có size 75kg.
Rồi đây con tím nho. Con tím nho này xả cho mấy chị 200. Rồi nhanh tay chốt cho em liền 200 tím nho. Tím nho xả mấy chị 200. Đây phơi bên em mặt là 60 kg đổ về, 50 đến 60 kg. 50 đến 60 kg tím nho giùm em, tím nho. Đó, 60 kg đổ về tím nho giùm em, con này cực kỳ đẹp nha. 200.000. Đẹp lắm đó chị ơi. Tím nho 200. Đó, chị nào đang xem chấm giùm em xin một chấm nha. Tím nho nè. Chứ là màu đen đỏ, vậy là còn hai màu, đen đỏ tím nho, 200.000 cực kỳ đẹp luôn. Đen đỏ với lại là tím nho nha, chị nào nhanh tay cứ chốt giùm em liền. Đen đỏ tím nho 200. Có size lớn không? Màu đỏ, màu da, màu vàng, màu tím hang. Có size từ 7-80kg đổ về mẫu này. 80kg đổ về mẫu này nha, chị nào cứ chốt giùm. Đây màu cam 80kg luôn. Cam 80kg luôn. Rồi 55kg đổ về có màu đen vàng. 55kg đổ về em có màu đen vàng. Đây đen vàng đây. Đen vàng xả 180. Đen vàng xả 180 nha. Chị nào nhanh tay chốt em là đen vàng cực kỳ đẹp luôn. Đen vàng 180. Số 1 xoay 1. 55kg là bận hơi ơn nghe chị. Nhưng mà nó mẹ dựng tôi nắng áo này tới lưng quần hả? Áo này mới vừa qua cái uống tí xíu. Rồi chị nào ưng thì chốt giúp em. Xanh 75kg. Còn mấy chị bao nhiêu ký thì em để em đọc màu mấy chị lựa. Còn đây, màu tím hang.
có tím hay nè, màu hồng ruốc nè, rồi đây màu hồng phấn nè, hồng phấn có hiệu sao luôn mấy chị, hiệu sao luôn, đá cao cấp nha, màu xanh rêu, màu đỏ đô, màu cam, màu vàng bò, màu xanh ngọc, và chị đơn thì chốt liền giùm em 6-5kg. Em nghĩ cái bộ đó chứ chị mặc không vừa đâu chị ơi, cái áo đó chị mặc cực lắm nha chị ơi. Sợ chị mặc cực á đó. Đó coi chị đâu ưng cái mẫu này cứ chốt liền em để còn cho chị xem nè. Hàng cao cấp nha, hiệu trước hiệu sau, hiệu trực tiếp luôn. Hàng hiệu trực tiếp mấy chị luôn nha. Rồi chị làm nhanh tay chốt liền em, chốt liền giùm em ha, sáng mắt, kèm màu, kèm chút xí giùm em. Mùa hè rồi, mua cái sáng nách mặt cho mát quá chị ơi. Mùa hè mặc sáng nách cho mát nha. Mùa hè rồi mấy chị yêu ơi. Rồi em lên tiếp. Rồi chị nào không bật sáng nách nữa thì em không qua nha. Mẫu tay lỡ rồi, mẫu tay lỡ này em sale với chị luôn, tay lỡ mà sale cho mấy chị 200.000 luôn. Rồi chị làm em tay chốt liền em tay lỡ, tay lỡ 200. Rồi nhanh tay chốt chim liền tay lỡ 200. Em có màu xanh đen nha, em có màu xanh đen nè, 200.000 luôn. Tay con xem với chị 190, mẫu này tay con em xem với chị 190 luôn. Rồi nhanh tay chốt cho em liền, xanh đen. Xanh đen nha. Tay mẫu này có nào đây, chị đỡ ưng thì chốt cho em, ghi giùm em là tay lỡ tay con. Tay lỡ tay con ha. Còn đây em có nè, màu tím cà, màu da, màu đen vàng, màu đen đỏ, màu vàng, màu đỏ đô, màu cam, với lại là màu hồng cánh sen, màu xanh bô. Đó, mẫu này là có tay con luôn đó chị, có tay con luôn đó chị ưng tay con tay lỡ chị cứ báo em, xem chị 200 tay lỡ. Màu nâu, màu nâu màu nào? Màu vàng bò. Có số nách nha chị ơi. Có số 7kg số nách luôn. 2 dây có mấy mẫu? Mấy mẫu rồi chị ạ? Bạn có 2 đời chứ. Mấy lần luôn rồi. Tôi hổng thì bà học mai. Rồi chị ơi, cái mẫu này cứ chốt giùm em. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Để em cầm cái sắp áo dây lên này em mới khóc thôi chị ơi. Sáng em vô bỏ cái chơi rồi đó. Từ sáng chị hôm qua cái bà khách sĩ có lựa xong tới giờ bà bơm hàng. Bởi vậy mốt em không cho khách sĩ nữa. Khách nào quen thì em cho lựa. Cọc trước, lạ thì phải cọc trước mới cho lựa. Khách nào quen em cho lựa, còn không thì em vô em không cho lựa nhiều luôn. Không phải là không cho lựa mà tại vì lựa xong rồi không có cọc, không có đi đơn. Nếu mà đi đơn thì bơm hàng, mà cục hàng bơ mật sĩ là biết cục hàng nó nặng cỡ nào rồi, là tốn bao nhiêu tiền rồi.
lấy đâu con lấy cái sắp đặt chín cái áo, đặt chín cái áo đủ màu xong cuối cùng hai cái mở đi cho chị xem. Đây, đá xanh, đá xanh, đá tím, đá xanh, đá tím nè.
mình chốt giùm em đen 180 size là 75-80 kg đổ về bằng 10 em nè, cực kỳ đẹp luôn đó. Đen vàng hàng hiệu ánh kim nha, chỉ mai ánh kim giùm em, chị đỡ người chốt giùm em đó. Cô Nguyễn Lan hơn không, cô xe cho cô 180 luôn nè, 180 áo khoác cô mua 400. Dạ áo khoác của cô là áo Quảng Châu nha cô ơi, áo khoác là hàng Quảng Châu, còn cái áo này 80.000 là hàng thường nha. Rồi chị đã ưng thì chốt em, quá đẹp luôn. Đá tím, đá tím cổ tim, đá đỏ cổ tim, rồi ok luôn. Rồi đưa con đây, đá tím đúng rồi. Rồi ok, một thấy hai con thì bán 150 luôn. Rồi đá tím này, đá tím, đá đỏ, ok cô nè, đá tím, đá đỏ, chốt rồi cô. Trung Thanh Trinh, rồi thì ưng đen, màu đen vàng, tốt đen vàng giùm em, 80 kg đổ về, 80 kg đổ về. Vàng 80.
cần cái gì nữa mấy chị chốt liền em đi, không thì em xuống ngay nha. Ngày mai cô đi đơn cô luôn nha cô Nguyễn Hoàng ơi. Hay là cô muốn luôn nữa không? Hay là cô muốn luôn nữa hay sao? Vàng giùm em rồi chị ưng vàng chút vàng. Rồi không muốn lên gì nữa thì em xuống nha. Rồi trong thời gian này mấy chị muốn lên mẫu gì nữa nào? Muốn lên mẫu nào nữa không? Muốn lên mẫu nào nữa báo liền giùm em để em lên mấy chị xem. Mông 33. Rồi đây con đo thử cho xem coi nó mông nó 33 không nha. Co giãn. Mông nó co giãn ra để con coi co giãn bao nhiêu. Được không? Không. Mông có 30 rồi chị ơi. Mông có 30 rồi cô ơi. Vậy là không vừa rồi. Đo ngang qua 30 nè, chưa co giãn. Chưa co giãn ra là chỉ 30 thôi. Rồi vàng lưỡng giùm em chị nào ưng vàng lưỡng chốt vàng lưỡng giùm em ha. 75 kg đổ lại bằng vừa giùm em con này. Đó, cực kỳ đẹp luôn, nhanh tay chốt cho em liền. Vàng. Đó, lấy thêm vài con mặc đi cô ơi, con còn được có 2 con à. Con còn được có 2 con thôi. Đó, còn chị nào ưng thì chốt liền giùm em. Vàng. Đá vàng đây chị ơi, đá vàng cực kỳ đẹp luôn. Mới mặc thì nó hơi ôm tí xíu, mặc vài lần giặt vài nước là nó sẽ giãn co giãn ra theo cái. Nếu như mấy chị ốm thì nó không co giãn, còn mấy chị nào mặc thì nó sẽ co giãn ra. Đó, rồi chị ơi thì chốt em đá vàng. Đó, mặc chung với quần ống rộng hay giá mặc cái áo nè hợp lắm luôn á, quần lưng cao rất là đẹp luôn. Rồi chị đầu nhanh tay chốt thì giùm em đá vàng giúp em nha. Mặt này á nhìn cái eo nó gọn cái kiểu này nè, rất là đẹp luôn. Rồi chị đầu ưng đá vàng chốt đá vàng giùm em đá vàng. Rồi bộ này màu vàng lửng rộng màu da, đặt lại của nó đơn giản đẹp hả? Để con xem, chắc phải đặt mẫu khác chứ, mặc mà đặt lại mẫu đó hả? Người ta mua hết rồi sao bán được nữa? Để con kiếm mẫu con đặt cho cô ha. Rồi đây rồi chị đầu ưng thì chốt thì em là màu da. Rồi ưng da chốt da giùm em. Ưng da chút da giúp em mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng da chút da đẹp quá
hả chị ơi? Màu da, màu da giùm em ha. Nãy cô lấy màu xanh rồi, giờ cô lấy thêm màu vàng với màu da đi. Cô lấy thêm vàng với da đi. Hoặc là con có lưỡng dài, quá hả? Ống rộng dài, ống rộng dài con có size 90kg đổ về luôn á. 85, 80, 85kg đổ về, 80kg đổ về. Bộ vàng 65kg con không mặc.
màu vàng, màu tím 2 giây. Màu vàng, màu tím 2 giây. Chị lấy cho cô thêm cái vàng á. Cái màu tím nào ta? À, chị lấy cô thêm cái vàng. Còn đây 65kg nè. Cô Nguyễn Lan nè cô anh. Rồi đây, cườm vàng. Cườm vàng giùm em, chị nào ưng thì chốt em cườm vàng 65. Có quần ngố mà. Quần ngố không khó quên, tay của cô không khó rồi. Quần ngố sẽ lớn của em có, còn 60kg. Rồi đây, khóa đẹp luôn, 65kg về vàng giùm em, chị cực kỳ đẹp luôn. 65. Có quần đùi thôi. 65-67kg về luôn, cực kỳ đẹp. Rồi chị nào nhanh tay chốt em cườm vàng, bộ vàng cườm ha, đính hạt cườm là cực kỳ đẹp luôn. Nó hắt vô giải luôn nha mấy chị, hắt vô giải luôn. Rồi nhanh tay chốt cho em liền, cực kỳ đẹp, cườm vàng. Xuống nha mấy chị ơi, em xuống nha. Hôm nay em xuống sớm nha, ngày mai lên tiếp cho mấy chị nha. Ngày mai em lên tiếp cho mấy chị nha. Giờ em bye mấy chị, chúc mấy chị cũng ngon nha mấy chị ơi. Rồi mấy bye mấy chị nha, chúc mấy chị cũng ngon nha.